Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, năm nay trên địa bàn thành phố có 8 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân, 2 điểm bắn tầm cao là đầu đường hầm sông Sài Gòn quận 2 và tòa nhà Landmark khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park quận Bình Thạnh. 6 điểm bắn tầm thấp gồm công viên văn hóa Đầm Sen quận 11, khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược huyện Củ Chi, đường Đào Cử, trung tâm huyện hành chính Cần Giờ, huyện Cần Giờ, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè và ban chỉ huy quân sự Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2, tức mùng 1 Tết. Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa. Cũng trong kế hoạch tổ chức lễ hội đầu xuân Kỷ Hợi từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2, tức ngày 25 tháng Chạp đến ngày 6 Tết. Chương trình triển lãm Mừng Xuân Kỷ Hợi, Mừng Đảng Quang Vinh được tổ chức trên đường Đồng Khởi, quận 1. Hội Hoa Xuân diễn ra từ thời điểm trên tại công viên Tao Đàn, quận 1. Lễ bái hội bánh Tết diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 1, tức ngày 25-26 tháng Chạp tại công viên lịch sử, văn hóa dân tộc và 24 quận, huyện. Cùng công viên trên, lễ dâng bánh Tết cúng Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thánh Hầu Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra vào ngày 1 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp. Đường Hoa Nguyễn Huệ trưng bày trong 7 ngày, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 2, tức ngày 28 đến ngày 4 Tết. Song song đó, tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, quận 1 cũng diễn ra lễ hội đường sách.